Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Biết Việc Nhiều và Cuộc Sống ở Nhật. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món bánh rán Doraemon hay còn gọi là bánh Dorayaki. Bánh Doraemon mềm mịn xốp có nhân đậu đỏ truyền thống bên trong, rất được trẻ em và yêu thích. Cách làm bánh rán Doraemon nhân mạch trà sữa, phô mai cực kỳ đơn giản, chỉ cần 5 phút ta có ngay bánh ăn sáng cho cả gia đình rồi ạ. Nào hãy cùng Biết bắt tay vào làm món bánh rán này nhé. Chuẩn bị để làm món bánh rán Doraemon, bạn mua cho mình cái bột làm bánh của Modinaga này nhé. Mình sử dụng thêm bột năng, bột bắp để làm nhân bánh à. Và đây là bột matcha trà sữa, mình cũng có thể sử dụng bột matcha không cũng được à, hoặc là matcha đậm đặc này, trà sữa, bơ, mật ong, sữa đặc có đường, phô mai và mình sử dụng thêm 2 trứng gà nữa à. Tiến hành để làm nhân bánh trước ạ. Cho một quả trứng gà, 100ml sữa tươi, một muỗng matcha trà, một muỗng sữa đặc có đường và mình khuấy đều cái hỗn hợp này lên ha. Tạo cho đồ sánh đặc cho cái nhân bánh của mình thì mình sẽ cho một muỗng bột bắp vào và mình sẽ khuấy tan cái hỗn hợp này cho đến khi mịn là được ha. Và mình sẽ cho cái một viên phô mai vào để tăng cho cái bánh của mình nó thêm độ béo của phô mai ha. Để tiến hành đi làm vỏ bánh Doraemon, cho một quả trứng gà, 100ml sữa tươi và mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này cho tan đều ha. Và kế tiếp mình sẽ cho bột làm bánh Doraemon. Khuấy đều tay cho cái hỗn hợp bột của mình nó được mịn ra là được ha. Bột của mình nó được mịn như thế này là được rồi ạ. Hợp nhân bánh matcha trà phô mai thì mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ khuấy nhẹ tay như thế này khi cái nhân bánh của mình được đặc sệt như thế này là được rồi ạ. Để sử dụng cái chảo không dính để mình rán cái vỏ bánh Doraemon ha, và tương ứng với một cái giá canh của mình á, là một cái vỏ bánh nè. Và chú ý là mình chỉ để cái lửa thật là nhỏ, không có để lửa vừa và lửa lớn thì cái bánh của mình nó rất là nhanh khét và nó chưa có chín ở bên trong. Và thỉnh thoảng mình sẽ kiểm tra cái vỏ bánh của mình nó được vàng chưa ha. Và mình sẽ quan sát cái mặt trên của bánh, khi mà mình thấy những cái bọt khí nó nổi lên là cái bánh của mình nó đã được vàng và được chín ở phía dưới rồi ạ. Và phần rán bánh thì mình cũng không cần cho dầu vào, mình sử dụng cái chảo không dính là mình rán bánh là được rồi. Nếu mà mình sợ dính thì mình cho một ít dầu cũng được, nhưng theo mình làm thì mình không có cho dầu vào, mình để cái chảo bình thường và mình rán cái bánh rất là ngon luôn ạ. Và sau 3 phút thì mình sẽ trở bánh và bạn thấy cái vỏ bánh của mình nó được vàng và được chín rất là ngon luôn ạ. Tương tự như vậy thì mình sẽ tiếp tục đổ những cái vỏ bánh kế tiếp luôn ha. Nhân bánh và vỏ bánh của mình đã được chuẩn bị xong thì mình sẽ cho cái phần nhân bánh matcha trà phô mai sữa vào cái phần vỏ bánh để mình tạo cái bánh rán Doraemon rất là ngon luôn ạ. Và mình sử dụng cái muỗng mình quết và mình tán đều ra như thế này ha. Và mình sẽ sử dụng một cái vỏ bánh kế tiếp, mình sẽ đẩy lên như thế này và mình sẽ ấn cái tay nhẹ để cho hai cái phần vỏ bánh của mình nó được khép chặt vào và nó dính vào. Và mình sẽ làm khi cái vỏ bánh còn nóng thì nó sẽ khép chặt vào rất là ngon luôn ạ. Và mình có thể thay thế cái nhân ở bên trong là nhân đậu đỏ hoặc là phô mai hoặc là sô-cô-la đều được hết, thì làm cho cái bánh rán của mình được ngon hơn và có nhiều hương vị rất là ngon và rất là hấp dẫn cho bé. Vậy món bánh rán Doraemon của chúng ta đã hoàn thành xong rồi ạ. Vỏ bánh mềm mịn soft với mùi thơm của matcha trà, vị béo của phô mai, sữa tươi, trứng, rất nhiều dinh dưỡng cho buổi sáng của gia đình. Chúc cả nhà thành công với món bánh rán Doraemon này nhé. Cả nhà nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ Biết nhé.